Liên tục 3 đến 4 ngày trở lại đây, các tỉnh phía Nam bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn diện rộng, một số nơi còn kèm theo tố lốc và gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây. Và trong hôm nay cũng như là những ngày tới, các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ vừa chịu tác động của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam nên mưa sẽ còn tiếp diễn, tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ vì thế duy trì ổn định, cao nhất vào trưa chiều ở Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Thời tiết mát mẻ sẽ còn duy trì cả ngày và đêm. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, trong ngày đầu tuần, thời tiết nắng ráo, mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng là từ 32 cho tới 34 độ. Nhiệt độ tăng trong khi độ ẩm trong không khí vẫn cao trên 75%, vì thế chúng ta sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều. Trong khi đó, với miền Trung, thời tiết lại có sự phân hóa. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa trở xuống cho tới Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam yếu. Vì thế mà trời ít mưa, nắng sớm, nhiệt độ cao trong khoảng 33 đến 34 độ. Còn với các khu vực còn lại thì trời nắng gián đoạn, mưa tập trung nhiều vào chiều tối. Nhiệt độ vì thế tại đây chỉ trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên toàn biển Đông bao gồm cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Như vậy trong ngày đầu tuần, nắng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi các tỉnh phía Nam thì lại tiếp tục có mưa dông diện rộng, tập trung vào chiều tối.